chúng ta có rất nhiều điểm chung, nhất là những ngày tóc rối bù. Như vậy nè, nhưng đừng lo nhé, chúng tôi có những thủ thuật làm đẹp hay ho sẽ cực kỳ hữu ích cho bạn đấy. Bella vẫn chưa tới nhỉ? Ngon quá đi. Chắc sắp đến rồi nhỉ? 10 phút nữa. Thôi dẹp, mình ăn luôn đây. Ngon quá đi. Nè, cậu thấy sao gái? Tớ làm theo kiểu này nè. Mất cả 2 tiếng mới duỗi xong đấy. Chị cắt tóc thì bảo tóc em dày quá. Nhưng mà nhìn xinh đúng không? Hình như có gì sai sai á ta. Khiếp. Một sợi tóc dài ngoằng luôn. Chắc không phải tóc tớ đâu nhỉ? Kinh quá đi mất. Tóc khắp nơi luôn. Cậu có phải vung vẩy tóc thế này à? Cậu biết nó gớm thế nào không hả? Tớ có cố ý đâu. Xin lỗi gái nhé. Cậu chỉ cần làm một việc thôi. Buộc tóc lên thành đuôi ngựa đi. Chứ cậu nghĩ gì? Cuốn một vòng, tóc sẽ gọn gàng lên ngay. Rồi lật ngừng lại và kéo chặt vào nè. Phần tóc còn lại thì nhét vào đây nhé. Dễ thương nhỉ? Mà trông còn xinh hơn lúc nãy ấy. Giờ thì chúng mình chỉ cần gọi đĩa salad khác thôi. Kinh, đâu giờ mà lắm vậy không biết. Muốn cuốn hết cả người tới luôn ấy. Bài kiểm tra này khó hơn mình tưởng. Nản dễ sợ. Tối nay có tiệc hả? Lily chưa sẵn sàng tiệc tùng cho lắm nhỉ. Gì đấy? Chắc chắn không rồi. Tuy nhiên tân trang một tí là chắc được đấy. Bella ơi, gì vậy má? Tớ ở đâu đây? Đến lúc thay đổi diện mạo cho cậu rồi Lily. Hãy bắt đầu với mặt nhé. Cậu nhúng mặt vào bát dầu hay gì thế? Đừng lo, tớ biết cách xử lý mà. Bắt tay vào việc thôi. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của tạo khối nhá. Vài nốt tàn nhang nữa. Thấy mình xinh hơn hẳn chưa? Tớ suýt thì quên mất tóc tai của cậu. Để xem nào. Tớ biết rồi. Cái búi tóc rối này phải lượn đi gấp. Tớ đang nghĩ đến bím tóc. Bắt đầu một bím ngay trên tai. Và khi Tết đến đây thì đẩy tóc hướng lên. Kéo lại một chút xíu và kẹp lại cho chặt nhé. Giờ sang tới bên kia. Hoàn hảo luôn. Trông sáng hẳn cả con người ra. Tớ quên luôn vụ kiểm tra. Cậu làm thế nào thế? Giờ tụi mình có cùng kiểu tóc nè. Thôi đi đi. Đã đến lúc hành nghề làng móng chân tại nhà rồi. Ở đây nhé. Trong khi tao làm việc với mấy ngón chân bé nhỏ. Mình để tóc xoăn có ổn không ta? Chỉ có một cách để biết thôi à. Có gì để mất đâu nè. Trời ơi, kẹt rồi. Tóc mình rối hết cả lên. Thứ này bị sao không biết. Ủa, cái gì đấy? Con nhỏ này có biết làm không thế? Chắc mình sẽ thử phương pháp khác. Mình sẽ kéo hết tóc lên rồi cuộn vào thành búi. Sao mà khó búi vào thế này. Đó. Ôi trời ơi. Cái gì ở trên đầu cậu đấy? Thì tổ chim đấy. Sao nào? Cứ yêu hay tới bao giờ không biết. Hay mình thử tết tóc dễ thương nhỉ? Sao rồi ta? Nhìn như bện dây thừng vậy nè. Sao mà có thể như vậy chứ? Này, cho tớ làm móng yên ổn coi. Cho chừa nè. Tớ có cố ý đâu.
thương mà có lẽ cái này giúp được mình đây. Đưa một chút tóc sang bên và rồi luồn miếng tách ngón chân vào. Cái này sẽ giúp bạn tết tóc cực nhanh, với lại còn dễ hơn tết tay không nhiều. Chỉ cần bắt đầu từ ngoài vào trong, rồi cứ tiếp tục và tết dần xuống dưới. Một lần nữa nè. Và giờ buộc lại, buộc vài nút cho chắc và gọn gàng đi nhé. Dễ thương quá đi mất. Nhờ mỗi cái này thôi ý. Gặp lại sau nha. Bình tĩnh nào, bình tĩnh. Cố lên, chỉ 2 điểm nữa thôi. Anh yêu đang thắng à? Anh chẳng để ý tới em luôn. Hello. Anh thấy em à? Sao anh không nói chuyện với mình? Em đang làm gì thế hả Lily? Rồi, vậy em sẽ bắt anh phải chú ý. Đừng chạm vào tóc anh. Anh và mớ tóc đó. Dây buộc tóc của mình kìa. Đã đến lúc giành quyền kiểm soát rồi. Anh còn chưa tạm dừng game mà. Anh không cử động được Lily. Giờ em được anh chú ý rồi đúng không? Em sẽ làm cho anh một kiểu tóc mới. Lấy chút tóc và xoắn chặt vào. Nó sẽ tự quấn lại thế này. Sau đó buộc lại. Giờ chuyển đến phần tóc khác. Buộc y như nãy. Giờ xịt một lớp vừa đủ lên trên. Và chờ một phút. Bắt đầu gỡ dây chuyền ra. Được rồi, cái cuối cùng nè. Nhìn đẹp quá. Anh vui vì có em chứ. Tóc bồng bềnh chứ kìa. Để em chụp một bức đăng Instagram nhé. Đừng rơi mà. Ok nè. Mình sẽ bắt đầu với lớp nền. Oh yeah. Mềm mịn như da em bé luôn. Lộng lẫy. Tiếp theo, mi phải thật dài và cong vút nè. Đúng là phép màu đó. Và tiếp theo à, một chút son môi là không thể thiếu. Từ chết mê mệt màu mới này. Môi xinh hé nụ cười xinh. Không thể quên được mùi hương đặc trưng của mình. Yum. Không thể quên tóc được. À, ước gì quên luôn thì hay nhỉ. Mình không thể ra ngoài thế này được. Sấy thử xem có ổn không nè. Còn tệ hơn ý. Trông mình như sư tử Hà Đông vậy. Vào việc nào. Ok. Tóc cứ lởm chởm cả lên. Chả còn gì để thử nữa. Tóc cậu bị sao thế này? Cầm hộ tớ tí. Tớ phải xử lý món salad này đã. Ăn không? Ủa, giấm táo kìa. Đúng rồi. Đổ một chút lên đầu bạn và massage như dầu gội thì tóc sẽ thẳng ra ngay thôi. Và giờ tới cái lược xoắn này. Cái này đỉnh thật sự á. Nhìn tóc mềm mượt như tơ nè. Chứ còn gì nữa, mình là vừa thủy tóc mà. Gặp cậu sau nha gái. Nhờ giấm táo là xong đó hả? Bạn nghĩ các thủ thuật này có cứu mái tóc khỏi tình trạng tồi tệ không? Hãy thử và cho chúng tôi biết kết quả nhé. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè để họ cũng có được mái tóc lộng lẫy như bạn nào. Bạn đã xem các video này chưa vậy? Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để không bỏ lỡ cuộc vui nào hết nha.